Tới đây, giờ 2021 rồi ai còn dùng con máy hai mấy triệu không có wifi em ơi. Thế máy anh có nhiều điểm lấy nét bằng máy em không? Thế máy mày có màn hình xoay lật như máy anh không? Chụp selfie được nhá. Thế màn hình máy anh có to bằng màn hình máy em không? Ôi giời ơi em ơi, to để làm cái gì? To để làm cái gì khi không cảm ứng được như máy anh? Thế viewfinder của anh có to, có sướng bằng máy em không? Thời đại mirrorless rồi em ơi, giờ ai ngắm qua viewfinder nữa. Giờ người ta bật cái màn hình này lên, người ta bấm chạm màn hình này. Thế máy anh có rắc cắm tai nghe như máy em không? Máy mày lấy nét khi quay nó như thế nào? Rắc cắm tai nghe để làm gì? Máy anh có đua pixel này, chạm nó lấy nét, kiểu gì cũng nét, quay phim mới đã. Thế máy anh có hai khe cắm thẻ nhớ như máy em không? Một thẻ thôi cũng được rồi, nhưng quan trọng là pin người ta cùng một loại pin nhưng sâu hơn này. Trục chưa gì đã hết thì hai khe thẻ làm gì em ơi? Thế máy anh có bền bằng máy em không? Đập vào nhau thử xem, bền hơn thì bền thật nhưng chưa chắc ai thắng đâu. Anh còn chưa kể hết nhá. Thế máy mày có nhẹ bằng máy anh không? Máy mày ISO khủng như máy anh không? Máy mày có 26 chấm không?